quán nổi tiếng bán bánh hơn 20 năm tiết lộ cách làm bánh xèo giòn, thơm ngon đúng chuẩn thưởng thức dịp Tết. Bánh xèo là một món ăn được rất nhiều người yêu thích và được bán ở rất nhiều nơi. Mỗi nơi thường có những hương vị và nguyên liệu chế biến hơi khác nhau một chút. Hãy làm theo các bước dưới đây để có được món bánh xèo thơm ngon nhé. Bánh xèo là loại bánh dân gian có vị ngon đặc biệt, rất nhiều người yêu thích và được bán ở nhiều nơi. Cũng như những loại bánh như bánh ú, bánh tép, bánh lá dứa có tên xuất phát từ đặc điểm của bánh thì bánh xèo cũng vậy, từ tiếng đổ bột vào chảo phát ra tiếng xèo nên bánh được gọi với tên là bánh xèo. Những chiếc bánh xèo mỏng giòn được cuốn cùng rau sống và chấm với nước mắm chua ngọt thật là tuyệt. Và thật thú vị nếu tự tay mình làm những chiếc bánh ấy để đãi gia đình. Hãy cùng chủ tài khéo léo của mình với cách làm bánh xèo thơm ngon nhé. Cách làm bánh xèo giòn ngon. Nguyên liệu làm bánh xèo: bột gạo 400g, thịt heo 200g, tôm 150g, nước cốt dừa 50ml, bia 100ml, hành, tỏi, gừng, ớt, nấm, rau sống, giá đỗ, bột nghệ, nước mắm, gia vị, tiêu. Cách làm bánh xèo giòn thơm ngon cho gia đình thưởng thức dịp Tết. Bước 1. Cho bột gạo vào bát cùng một thìa cà phê nhỏ bột nghệ trộn đều. Pha khoảng 250ml nước, 100ml bia với 50ml nước cốt dừa dùng để hòa vào bát bột. Có thể bạn cảm thấy lạ khi pha bột với bia, nhưng bia lại có tác dụng giúp bánh xèo giòn lâu hơn. Đây chính là bí quyết của cách làm bánh xèo ngon. Rồi từ từ đổ nước vừa pha vào bát bột, khuấy đều bát bột để có một hỗn hợp lỏng, không bị vón cục. Sau đó, thái vào một ít hành lá rồi để trong khoảng 30 phút trước khi làm bánh. Hòa bột làm vỏ bánh. Bước 2. Hành, tỏi bóc vỏ, thái nhỏ, tôm cắt bỏ đầu, chân rồi rửa sạch và ướp với một ít muối, gừng, tỏi, hành băm nhỏ. Thịt rửa sạch rồi thái miếng mỏng, ướp với mắm, hạt nêm, tiêu, hành, tỏi băm. Nấm ngâm vào nước ấm cho nở, cắt bỏ chân, rửa sạch rồi thái sợi. Rau sống nhặt bỏ lá úa, ngâm qua nước muối rồi rửa sạch, vớt ra để ráo nước. Bước 3. Đun nóng chảo cho dầu ăn vào, rồi đổ thịt vào xào săn lại. Tiếp đến cho tôm và nấm vào xào cùng, nêm nếm lại cho vừa ăn, sau đó đổ ra bát. Bước 4. Tráng bánh nên sử dụng loại chảo lòng sâu, khi tráng bánh sẽ mỏng đều hơn. Cho chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn, đổ bột láng đều xung quanh bề mặt chảo cho thật mỏng, rồi đậy nắp vào khoảng chừng nửa phút. Mở nắp rồi cho hỗn hợp tôm, nấm và thịt vừa xào vào, thêm ít giá đỗ rải đều lên bề mặt bánh, rồi lại đậy nắp chảo lại khoảng 2 phút nữa cho bánh chín. Giả nhân lên bề mặt vỏ bánh. Gập đôi bánh, chờ đến khi bánh vàng đều cả hai mặt, chín giòn là được. Cách làm bánh xèo giòn thơm ngon cho gia đình thưởng thức dịp Tết. Cách 2. Nguyên liệu chuẩn bị: 200g bột gạo, 400ml nước cốt dừa, 1/2 thìa muối, hành lá cắt nhỏ, 300g thịt ba dọi cắt mỏng, 300g tôm bạc nhỏ, rau thơm các loại, xà lách, cải xanh. Cách làm bánh xèo giòn thơm ngon cho gia đình thưởng thức dịp Tết. Pha bột gạo, cộng nước cốt dừa, cộng muối, lược lại cho sạch, để trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Xào thịt và tôm, đổ một muỗng bột vào giữa chảo rồi xoay cho bột tráng đều khắp thành chảo một lớp mỏng, rắc giá lên, dưới mỡ nước hay dầu ăn quanh chiếc bánh cho mỡ thấm vào bột bánh, xoay đều cho bánh chín vàng, bánh vàng đều và chóc thì lấy ra. Có thể thêm đậu xanh hấp chín, nấm rơm hay bất cứ loại hải sản nào bạn thích. Pha nước chấm, một chén nước mắm ngon, cộng một chén nước sôi, cộng một chén giấm 4% độ chua, cộng hai chén đường. Hòa tan đường với nước sôi, sau đó cho giấm cộng nước mắm, khi nào dùng cho tỏi, ớt và đồ chua. Ăn kèm với rau sống. Bánh xèo là món ăn đặc trưng của miền Trung và Nam Bộ. Để có được chiếc bánh xèo giòn tan thì khâu pha bột là rất quan trọng. Với cách làm bánh xèo này, mình có cho thêm một chút bia khi pha bột để bánh giòn lâu hơn. Và khi pha bột xong, bạn nên có thời gian để bột ngấm đủ nước, thi thoảng khuấy đều để bột không bị lắng xuống dưới. Bánh xèo có màu vàng ươm, vỏ bánh mỏng giòn, thơm phức mùi tôm thịt. Khi ăn bánh kèm thêm rau sống và nước mắm chua cay ngọt thật hấp dẫn. Hy vọng với cách làm bánh xèo này, bạn có thể tự tay làm được những chiếc bánh xèo thơm ngon tại nhà để cùng gia đình thưởng thức nhé.
Hãy cho Thúc Quý Quanh Ta biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu bạn thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đừng quên nhấn subscribe để đón nghe những video mới nhất từ channel Thúc Quý Quanh Ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.